Trong một năm, ngày xuân, ngày Tết là những ngày lễ vui mừng lớn nhất và những ngày vô cùng quan nghỉ nhất. Nhưng nếu chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ, năm nay đã trôi qua, lại già thêm một tuổi. Theo nhà Phật mà nói, Phật nói là lời chân thật. Con người từ khi bắt đầu ra đời ngày hôm đó, đích thật là dõng mãnh tinh tấn. Từng phút từng giây họ cũng không lãng phí. Họ hướng về đâu để đi? Họ hướng về mộ Phật mà đi. Một ngày so với một ngày gần đến, tuyệt đối không dừng lại một giây. Dũng mãnh tinh tấn, chỉ có việc này là thật, không phải là giả. Hay nói một cách khác, chúng ta từng năm đến gần bộ phận. Cho nên, người có trí huệ, tâm cảnh giác của họ rất cao. Một năm 360 ngày, trái đất quay quanh mặt trời một lần. Trong thời gian một năm đó, chúng ta có thành tựu gì không? Điều này phải hết lòng mà phản tỉnh và kiểm điểm những ngày tháng chúng ta sống đó có luống qua hay không. Một ngày nào đó, khi vô thường đến, thật là trở tay không kịp. Các bạn có ai quan tâm đến việc này hay không? Việc này đại đa số chúng ta hoàn toàn sơ suất, không để ý đến sự việc quan trọng này. Cho nên năm xưa, khi Phật còn tại thế, Phật hỏi nhóm đệ tử: mạng người được bao lâu? Đệ tử cũng có người rất thông minh, trả lời cũng rất hay: mạng người chỉ trong một hơi thở. Phật gật đầu nói: đúng, một hơi thở không hít vào thì phải đi luân hồi nữa rồi. Cho nên không nên cảm thấy chúng ta hiện nay còn rất trẻ, tương lai thời gian còn rất dài. Ai bảo đảm cho các bạn đây? Bạn có ký hợp đồng với vua Diêm La hay không? Chúng ta hãy đi đến nghĩa trang, vào trong tháp tự viện, nơi thờ tro hài cốt. Các bạn hãy vào trong đó mà xem. Người trẻ không ít, những người mười mấy hai mươi tuổi rất nhiều. Mà người vô thường, chúng ta phải đề cao tâm cảnh giác. Còn sống được một ngày thì phải tu hành đàng hoàng một ngày. Còn sống một giờ thì phải tu hành đàng hoàng một giờ. Đó mới gọi là người biết hiện thực, mới gọi là người biết nắm vững lấy hiện thực. Người đó có trí huệ. Nắm vững lấy hiện thực, không được sơ suất. Đời người vinh hoa phú quý, danh vọng tiền tài không đáng giá một cái nhìn. Quan trọng nhất là thời gian. Đem thời gian phung phí mất rồi, lãng phí mất rồi, đó thật sự gọi là đáng tiếc. Cho nên chúng ta nên nắm lấy thời gian quý báu này, hết lòng tu học, tín nguyện trì danh niệm Phật. Chúng ta tu học một ngày thì một ngày sẽ không luống qua. Một năm hết lòng tu học thì một năm này bạn sẽ không luống qua. Các bạn nên biết, lúc đó các bạn sẽ thấy sinh mạng rất là chắc thật. Thời gian không luống qua, sinh mạng có ý nghĩa, giá trị. Tự mình chân thật cảm thấy được hạnh phúc, mỹ mãn. Đây là chân tướng sự thật, chớ nên đem thời gian phung phí, lãng phí đi. Điều này đáng được chúng ta giờ giờ khắc khắc cảnh giác cao độ. A Di Đà Phật. Tội ngũ nghịch là tội cực ác. Đây là giết cha, giết mẹ. Ân đức của cha mẹ quá lớn, mạng sống của chúng ta có được từ cha mẹ. Nếu như chúng ta có thể quan sát tỉ mỉ khi cha mẹ chăm sóc con cái, cẩn thận tỉ mỉ từng ly từng tí, từ khi mới sinh ra,
cho đến 3 tuổi, đứa bé không thể rời khỏi vòng tay người mẹ. Từng giây từng phút được mẹ quan tâm, yêu thương, bảo vệ mới không đến nỗi tổn thương đến tính mạng. Còn người cha hiện nay, người làm cha làm tròn trách nhiệm với con cái không bằng người xưa. Người xưa làm cha không những là phải dạy lúc còn nhỏ, phải dạy lúc còn ẩm bồng, mà lúc người mẹ mang thai thì đã phải dạy rồi, gọi là thai giáo. Đây mới là làm tròn trách nhiệm của một người cha. Cho nên ân đức của cha mẹ rất lớn. Ở trong pháp thế gian không có gì có thể sánh bằng. Không biết ân đức, không biết báo ân, lại còn thêm chuyện giết hại thì tội này cực nặng rồi. Bị đọa cực vô gián, đọa đại A Tỳ. Loại tội nghiệp thứ hai là giết A-la-hán. A-la-hán là thánh nhân tu hành chứng quả, là bậc thầy mô phạm của nhân thiên, là ruộng phước chân thật của thế gian. Nơi họ cư trú là nơi để tất cả chúng sanh gieo trồng phước. Bạn giết A-la-hán chính là phá hủy mất ruộng phước của chúng sanh đang gieo phước, khiến người nơi này đều không có phước báo. Nên tội này là nặng rồi. Cho nên giết A-la-hán là không phải kết tội với một mình A-la-hán, không phải kết tội với họ, mà là kết tội với tất cả chúng sanh ở nơi này, nên tội rất nặng. Hiện nay thế gian này có A-la-hán hay không? Chúng tôi tin là nhất định có A-la-hán ứng hóa thật. Phật Bồ Tát hóa thân ở thế gian cũng rất nhiều, làm gì nói không có A-la-hán chứ. Thế nhưng phàm phu chúng ta không nhận ra. Bạn muốn tìm A-la-hán để giết cũng không thể tìm được. Thế nhưng vẫn có loại tội tương đương. Tương đương nghĩa là tội ngang bằng với tội giết A-la-hán. Tội ngang bằng là ai vậy? Thiện tri thức. Ở trong địa phương này, người có đức hạnh, có học vấn, vừa có thể từ bi giáo hóa chúng sanh nơi đó. Giết hại loại người này là ngang bằng với giết hại A-la-hán. Cái tội này là rất nặng. Không những không được phép giết hại, mà ngay cả phỉ báng tội cũng không nhẹ rồi. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Thế nhưng thế gian có một số người không biết hữu ý hay vô ý tạo ra những lời phỉ báng đối với thiện tri thức. Vô ý là không biết, hữu ý đó là có ý đồ riêng. Ở trong có ý đồ riêng thì đố kỵ là chiếm phần lớn. Hiện tại còn có một số người có những sách lược làm sao đề cao thân phận của mình, đề cao mức độ nổi tiếng của mình, đề cao danh vọng của mình ở trong đại chúng xã hội. Dùng phương pháp gì? Họ phê phán bài bác người nổi tiếng được đại chúng ở nơi đó ngưỡng mộ để mà nâng họ lên. Đây là có ý đồ riêng. Tạo tác tội nghiệp đều là tội nghiệp địa ngục A Tỳ vô gián. Đây là trong tâm ôm giữ ý tà ác cực nặng. Họ không sợ nhân quả báo ứng. Vì chút danh lợi trước mắt, lợi ích trước mắt mà dám tạo loại tội nghiệp rất nghiêm trọng này. Đây là nghiệp nhân của địa ngục vô gián. Loại thứ ba là làm cho thân Phật chảy máu. Phật hiện nay không còn tại thế nữa, nên có tội tương đương, chính là dùng tâm ác phá hoại hình ảnh của Phật, bất luận là tượng Phật bằng xi măng hay điêu khắc gỗ, hoặc giả là nút bằng kim loại, hoặc là tranh vẽ với những hình ảnh của Phật Bồ Tát này. Họ dùng tâm sân hận phá hoại những hình tượng đó thì tội này chính là tội ngũ nghịch. Nếu như nói là vô ý thì sao? Vô ý làm tổn hại là lỗi chứ không phải là tội, là rất nhẹ, là do vô ý. Sám hối được không? Được.
có thể sám hối, ác ý thì không thể sám hối được rồi. Điều sau cùng là phá hòa hợp tăng, chính là phá hoại tăng đoàn. Tăng đoàn hòa hợp thật sự là rất khó gặp được. Ở trong đây cũng có tội tương đương, là phá hoại tín ngưỡng của người khác, phá hoại tâm nguyện của người khác, phá hoại việc tu học của người khác, là có tội ngang với phá hòa hợp tăng. Tội này cũng là vô cùng nặng rồi. Chúng ta không thể không biết, ở trong đây cũng có cố ý và vô ý, cũng cần phải phân biệt rõ ràng. Cố ý là ác ý, vô ý là đối với những lý luận và chân tướng sự thật này chưa có hiểu rõ thấu triệt. Thí dụ, trên kinh thường nói đến tự tán hủy tha, là tự mình tán thán pháp môn tu học của chính mình, mà mặc tình phỉ báng những pháp môn tu học khác, cũng là thuộc vào loại tội nghiệp này. Hiện nay ở thế gian, rất nhiều nơi chúng ta nghe thấy người tạo tác những tội nghiệp này và chuyên tạo tác tội nghiệp này. Chúng ta cần phải hiểu rõ Phật Bồ Tát thuyết pháp là ứng cơ mà thuyết, cho nên Phật pháp không có pháp cố định. Trong kinh Bát Nhã nói rất rõ ràng, Phật không những không có pháp cố định để nói, mà Phật cũng không có pháp để nói, thậm chí là nói đến chỗ cùng tột. Nếu như có người nói Phật thuyết pháp chính là phỉ báng Phật. Nói đến chỗ này, những lời khai thị của Phật chúng ta phải thâm nhập thể hội thật kỹ, sau đó mới không tạo tội phỉ báng pháp, bạn mới không còn tạo nữa. Bởi vì Ngài là ứng cơ mà tiến hành dạy bảo. Căn tánh của tôi cùng với căn tánh của bạn không hoàn toàn giống nhau, chính là cùng tu pháp môn tịnh độ, cùng niệm A-di-đà Phật cũng không hoàn toàn giống nhau. Nghĩa là thế nào? Tôi thì thích truy đỉnh niệm Phật, chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Câu nọ tiếp đối rất nhanh với câu kia, họ thích niệm từ từ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vậy thì hai người này là khác nhau rồi. Hai người đều có thể giảng sanh. Người này nói cách niệm này của tôi chính xác, cách niệm đó của anh nhất định là sai lầm. Thế thì chẳng phải đối lập với nhau hay sao? Là khác nhau mà. Cho nên nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Cùng là bị bệnh cảm mạo như nhau, thầy thuốc kê toa cho bạn, đương nhiên thuốc đại thể thì giống nhau, nhưng cũng có khác nhau. Bạn uống thuốc này thấy khỏe rồi, nhìn thấy trên toa thuốc đó của bạn có một vài gì thuốc không đúng, sai rồi, bạn liền phê bình họ. Thể chất của họ khác với thể chất của bạn mà. Cùng một toa thuốc, cùng là một vị thầy thuốc, nhưng liều lượng cho tôi và liều lượng cho bạn khác nhau. Cho tôi chỉ 3 đồng, nhưng cho bạn tốn đến 4 đồng. Thế thì hai bạn còn nghịch nhau nữa hay không? Rốt cuộc cái nào đúng, cái nào không đúng? Thể chất khác nhau mà. Phật giảng kinh thuyết pháp độ chúng sanh là giống như loại tình hình này vậy. Cho nên nếu bạn nói cái này đúng, cái kia sai, thì bạn chính là phỉ báng Phật, pháp tăng. Vì sao vậy? Tất cả kinh đều là do Phật thuyết, bạn phỉ báng Phật rồi. Bạn tùy tiện phê bình kinh điển, lấy bộ kinh này đi phê bình bộ kinh kia, lấy bộ kinh kia đi phê bình bộ kinh này, thì chính là phỉ báng pháp rồi. Người dựa theo kinh luận này tu hành chứng quả, đây là tăng. Bạn tùy tiện phê bình phỉ báng Tam Bảo, tạo tội nghiệp vô gián, chính là tạo cái tội này. Đây đều là ngu muội vô tri. Nhất định chúng ta phải biết. Các vị tổ sư đại đức, chúng ta xem thấy ở trong chú sớ của các ngài có phê bình, chúng ta có dám học hay không? Không dám học. Họ phê bình là có đối tượng, ứng cơ mà nói. Các bạn nghe qua câu chuyện của Tông Môn Nam Tuyền chém mèo, bạn có thể học được không? Bạn có thể nhìn thấy mèo liền giết nó, nhìn thấy chó cũng giết nó, bạn có dám làm như vậy hay không? Đơn hà có thể đem tượng Phật bằng gỗ chẻ ra để nhóm lửa, bạn cũng có thể làm sao? Tại vì sao họ làm như vậy? Vì họ có người đương cơ. Hành động này của họ có thể khiến cho người đó khai ngộ làm Phật.
cho nên họ không phạm tội. Nếu chúng ta đem tượng Phật chẻ ra để nhóm lửa, vậy là chúng ta đã phạm trọng tội làm thân Phật chảy máu rồi. Họ không phạm. Họ là người cấp bậc nào, chúng ta sao dám làm loại việc như vậy? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
Nam mô A Di Đà Phật.